Xin chào cả nhà, mình là Thắng. Cũng khá lâu rồi hôm nay mình mới có thời gian làm một cái clip gửi tới cả nhà. Tại vì khoảng thời gian vừa rồi mình khá là bận cho một vài vấn đề cá nhân cũng như là cả hàng nhóm khách. Thì hôm nay mình làm một cái clip gửi tới anh em. Như cái tiêu đề của video đấy, thì hôm nay mình có một con mèo sai trung đẹp, bổ rẻ ngon gửi tới anh em. Con mèo này được làm bằng gỗ hương, cán vỏ gỗ hương hương sụn đây, size 23 cm, thép lò xo tàu hỏa, được hoàn thiện kỹ tỉ mỉ, rất là ngon cho anh em. Và cái giá lại cực kỳ rẻ, chỉ có hơn 1 triệu thôi. Đúng là cái cấu hình này thì quá là ngon và hợp lý. Đấy, size 3 size này gọi là size trung rồi đấy, khá là to rồi. Chặt cây cối, chặt gà vịt chân giò lợn các thứ là vô tư. Đây, anh em đánh giá về ngoại hình con dao đấy, rất là đẹp, cân đối. Đấy, cán vỏ bằng gỗ hương vân sụn rất là đẹp, gỗ lại thơm. Đã lên 4 đai mây, dây dù đeo, khâu đồng vàng Gore-Tex. Đến phần lưỡi dao, miệng dao. Đó, dù là hàng hơn 1 triệu thôi nhưng mà được làm rất là tỉ mỉ cân đối, không khác gì những con dao bình thường mình vẫn làm. Đây, miệng dao được làm rất là, đó, cân đối đẹp đẽ và sắc nét. Vỏ cũng thế, các cái đai mây được đan rất là đẹp. Con này thì anh em có thể treo trưng bày sử dụng, nói chung với mức giá hơn 1 củ với cấu hình dao và chất lượng gỗ thép như này thì quá tuyệt vời rồi. Lưỡi thì là lưỡi 23 thép lò xo anh em nhé. Đây, lưỡi này thì mình không mài bóng gương, mình chỉ mài bén thôi. Đó, lưỡi 23 đã mài bén, thép lò xo tàu hỏa sống dày gần 7 ly, thon dần về mũi, hạ mép đều, lưỡi rèn rất là phẳng kỹ. Đây, với con này thì anh em có thể chặt chân giò lợn, gà vịt, cây cối, gỗ cứng thoải mái, không phải nghĩ. Size trung mà. Đây, đó, con dao rất là đẹp, giá lại hợp lý. Cho anh em nào thích một con mèo gỗ quý giá rẻ có thể trưng bày và sử dụng thì đây là em nó là một cái sự lựa chọn hợp lý. Đấy, anh em có thể xem dáng dao rất là uyển chuyển đẹp. Đó, thì đấy là clip hôm nay mình muốn gửi tới anh em. Mình xin nhắc lại là con này chỉ có giá hơn 1 triệu tí thôi. Cán vỏ gỗ hương, thép lò xo tàu hỏa size 23. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua Zalo 0968 969 197. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Rồi anh em.